Ít nhất 4 người đã thiệt mạng và 13 người khác bị thương trong một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một trung tâm cứu trợ trẻ em và thanh thiếu niên ở miền đông bắc Brazil vào ngày hôm qua. Đám cháy xảy ra tại tổ chức từ thiện ở thành phố Recife, thủ phủ bang Pernambuco, vào khoảng 4 giờ 20 phút sáng theo giờ địa phương. Một bé trai và một phụ nữ đã tử vong ngay tại hiện trường, trong khi hai nạn nhân khác tử vong trên đường đưa tới bệnh viện. Giới chức địa phương đã bày tỏ đau buồn và chia sẻ với các nạn nhân trong vụ việc. Trung tâm cứu trợ này là nơi trú chân cho nhiều trẻ em và thanh thiếu niên cơ nhỡ trong hơn 30 năm qua. Trong những ngày tới, chính quyền thành phố sẽ huy động nguồn lực để hỗ trợ các nạn nhân.